nơi thể tỏ tường 48 nguyện dân đường chúng sinh
thề rằng ai phát lòng thành nước ta bao vật để dành các người thiện nam tiên nữ mỗi người chỉ thành tượng niệm Phật mười tiếng ra ta không rước đến nước ta thì không thành Phật chắc là không sai bởi vì tin tưởng Như Lai có duyên tượng Phật rộng dài vô cùng đời thì biển rộng mênh mông nhờ đường được Phật thoát vòng trần nào tội mòn như đá mài dao phước nành thêm ma nướng càng cao càng dày tụng ma kinh hành tốt lành vô biên phước được sẵn dành chúng riêng nguyện cho tất cả hàm linh thấy đều tỏ nguyện phẩm kinh diệu huyền nguyện thiêu ba chương não phiền được quần trí huệ phá xiềng vô minh nguyện trừ tội chướng điêu linh hạnh hành bồ tát thường tinh tấn làm nguyện sinh cõi tịnh siêu phàm qua sen chính phẩm là hàng mẹ cha qua nở thấy Phật hiện ra vô sinh chứng ngộ bạn ta thánh hiền nguyện đem công đức hiện tiền hướng về khắp cả các miền gần xa con và cha mẹ ông bà chúng sinh giác ngộ chan hòa pháp ba thân nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tự quy Phật đương nguyện chúng sinh thế giới đại đạo phát vô thượng tâm tự quy Pháp đương nguyện chúng sinh tham nhập kinh tạng trí tuệ như hải tự quy tăng đương nguyện chúng sinh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại hòa nam thanh chúng nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết nga đằng chư chúng sinh giai cộng thành Phật đạo.